Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra vào sáng nay với sự tham gia của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 115.000 đoàn viên công nhân, viên chức lao động thành phố. Đến dự đại hội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát nghị quyết đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, đặc biệt là nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 16 Công đoàn thành phố đề ra, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước. Tôi đánh giá rất cao sáng kiến của Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức hai cuộc thi viết về mô hình tấm gương người tốt việc tốt trong phong trào công nhân viên chức lao động thành phố vào năm 2022 và 2023, góp phần lan tỏa nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn xã hội. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Đà Nẵng đã thành lập mới 396 công đoàn cơ sở, đạt 108,5% nghị quyết, kết nạp hơn 47.000 đoàn viên, đạt 158,4% nghị quyết đề ra, tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn đã đạt 89%, cao hơn 9% so với mức bình quân chung của cả nước. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vừa qua, và các cấp công đoàn đã thể hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiêu biểu là việc khởi kiện các vụ án tại tòa án, đòi quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội nghiên cứu quyết định và tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới. Các cấp công đoàn cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và đặc biệt là nghị quyết số 20 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tuyên truyền về khát vọng cống hiến phát triển đất nước và thành phố trong giai cấp công nhân của thành phố. Như vậy, đồng chí thấy rất rõ là từ những cấp cao nhất thì chúng ta đã có những cái chỉ đạo, những cái yêu cầu, những cái chỉ thị rất là cụ thể đối với giai cấp công nhân và cái vai trò của tổ chức công đoàn các cấp trong cái tình mới. Bí thư Thành ủy cho biết, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương về gói vay 50 tỷ đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thời gian thực hiện trong 5 năm kể từ năm 2024. Đây là món quà của thành phố dành tặng công nhân lao động nhân dịp đại hội lần này. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, tại đại hội đã thống nhất bầu ra 38 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028.